Ai chết vậy anh hai? Chết rồi, tội nghiệp ghê luôn á. Chó chết rồi còn ơi. Ủa chó chết. Ủa sao nó chết rồi? Trời. Hôm qua ba má đi công chuyện sao mà tự nhiên chết luôn à. Mà hôm qua bên kia mắc gà quá trời luôn. Ở đâu mắc gà? Mắc gà là bên này nè. Anh trộm thấy ông bà Tám không có nhà là thuốc chó rồi đi cấp đồ đó. Ừ. Mà cái nào về ông Tám nghi tôi với ông rồi chắc luôn. Tôi với ông phá thôi chứ chó ai giết. Thì bây giờ ổng mình không có làm nhưng mà ổng phải nghi mình rồi. Tại sao mà nghi ông với ông Tao? Tao với ông Tao không có vợ này, ổng nghi chắc hãm chó không chết chứ sao? Lâu nữa. Chứ đực mà hãm gì ông nội? Ủa chứ đực hả? Cũng hơi nó hãm nó đi nè. Vậy cũng đỡ, nếu chó cái là ông tôi với ông rồi đó. Ê mà sao chó chết vậy, nó không chết gồm nè. Tao quỳ tao lại mày, tao nhận mày, mày rồi gọi tao lại mày, mày bớt khùng giùm tao đi ha. Vậy không chết hả? Ừ. Rồi tôi biết tại sao con chó này chết rồi nè. Ve cắn chết. Ừ. Ve cắn chết ve quá trời kìa. Bậy bạ. Con chó này của ông Tám đúng không? Đúng rồi, cho ông Tám. Con chó này nó khùng lắm. Ông Tám gia đình của ông Tám đi công chuyện mấy bữa nay cả nhà chưa về. Chó đen này, chó mực, chó nhà ông Tám nuôi. Lý do chó này chết là thường gồm, theo thường gồm suy nghĩ điều tra thường gồm biết là do là ông bảy lé với bánh bao là muốn review Phương Ế là muốn giết con chó nè, là để làm gì? Lao quá, ăn chó chết thiệt kìa mấy ông nội ơi. Mày phân tích gì đó sai rồi. Chết rồi kìa. Mày làm như con Phương Ế là con chó cái hay gì rồi tao phải giết cho được, cướp chó cái. Không liên quan gì con chó đâu. Không phải. Hai trai đi vô nhà ông Tám đêm hôm mà vô gình con gái người ta là con chó này nó sủa. Nó ghét hai ông nó sủa. Cho nên là ông ghét lại con chó, ông khử con chó là để hai ông đi vô im đẹp, không có con nào sủa hết trơn, không ai phát hiện, hiểu không? Ủa, bây giờ tao hỏi mày Phương Ế với ông bà Tám ngủ trong nhà. Thì bây giờ ví dụ con chó nó sủa tao không? Tao đến bao có thuốc con chó chết đi ăn nữa. Bước qua sát con chó còn phải gặp ông Tám nữa. Đó. Ngoài con chó ra sau lưng con chó còn ông Tám, mày nên nhớ kiểu đó. Mấy ông nói tàu lao biết rồi, lấy ba tôi so sánh với con chó. Tao nói bước giết con chó rồi bước qua sát ông Tám nữa. Có ai nói gì đâu? Ai nói gì? Mấy trai miêu tài vậy không khác gì ông Tám là ông chó. Ủa? Này chưa ai nói ông Tám là con chó luôn á. Mấy ông miêu tài vậy người ta suy nghĩ cũng ra nó biết cha. Cái nào nói ra cái đó nó rõ ràng, người ăn người mà chó là chó. Đúng là tụi tao là không có ý nghĩ gì mà nói ông Tám như chó luôn. Mày con ổng mà mày có ý nghĩ đó là mày quá mất dạy. Sao mày không nghĩ? Nếu mà tao nói cờ vậy cậu có nghĩ không? Những chó chết đang buồn với cha nó tào lao. Vậy ý là phân tích vậy thôi, phân tích không đúng thì thôi. Rồi bây giờ kêu mấy ông đi lại tìm cái lý do làm sao mà con chó chết nè. Bẫy hãm. Có được mà hãm ông nội tao không lẽ. Nó giận chứ nãy giờ ghẹo chơi chứ. Nó này chắc ăn thuốc. Tại sao nó chết vậy biết không? Tại nó tắt thở. Tôi đang hỏi lý do tại sao nó chết thiệt, cha tới cha xàm nữa rồi đó, bị chửi phải rồi. Nó chết. Ý là nó chết hồi nào? Mới chết nè, chó nó còn nghe. Hồi tối nó đi vòng nhà chị nè. Tối qua nó ra đây nè. Nó qua đây xong. Rồi anh không để đi đâu, hồi nãy em nhìn ra đây thấy nó chết nằm đóng đây nè. 12 giờ anh nhưng mà nó rên hả? Chạy nhà rên hả? Nó đứng trước cửa nhà kêu. Không đi nổi luôn, nó nổi luôn á. Anh lúc đó anh không biết gì. Còn nó ăn trúng bả không ta? Cái chó này em bị người ta dục bãi. Vô nhà ông kiếm một vòng coi. Mà hồi ông kiếm cái cây nào mà bằng y như cây kẹo bút mà con ông hay ăn á. Y chang luôn. Là cái đó là cây bã chó đó. Chứ chó ngậm vô cái là con chó đi luôn à. Hay là mày thuốc mày mới biết cái đó là bã chó. Còn lâu nữa què. Hồi tối em mình chích liền với nó chứ không thôi là nếu mà không chích là nó chết rồi đó. Không cũng nổi đâu, nó ăn bãi chó rồi cũng nổi đâu. Chích cái gì chết tao nói, nếu mà không chích con chó giờ sống nó chích vô con chó nó chết luôn. Nếu con chó này nha, hồi tối này là thằng hai đường chích á là nó không có chết đâu, mà vô xong thuốc nó chết luôn. Lại chó nó chết do ăn con cố đi. Chứ bây giờ thú y người ta chích với mày, người ta ngang rồi biết gì mày chích cho không biết nó chết luôn. Tao không biết. Mày tào lao mày chích chó chết rồi có ngại vợ mày chích để bảo vợ mày chết rồi. Lao quá. Ghét tao hả? Trời ơi, nó ghét tao kìa trời ơi, trời. Bà biết con chó này sống còn bao nhiêu năm, gia đình bao nhiêu năm chưa? Đúng lắm bằng tuổi mày chứ mấy. Bằng tuổi con thì nó không dám nói cho bèo, nhưng chó này con 10 năm rồi nè. 10 năm rồi. Mà cái này chắc là nó ăn trúng bả rồi. Mà đúng thiệt ha, con chó nó chết này mấy con ve chó nó không chết à. Bò hết rồi. Có liên quan gì tới mấy con ve? Nhiều khi dê cắn nó chết không chừng, dê nhiều quá cắn. Ví dụ như nó mà ăn thuốc là máu nó cũng phải có thuốc đúng không? Nếu mà dê ăn máu của nó thì dê nó cũng chết theo chứ. Còn máu nữa đâu mà ăn, nó chết, nó máu nó chết ngắt cho bà sình ơi, bà khùng của bà ơi. Nhưng mà lúc mà con chó nó chạy nhà nó có xì bọt không? Đây nè, giờ miệng nó xì bọt mép nè. Nó còn bọt kìa. Xì mép là chắc ăn thuốc rồi đó. Xì bọt mép nè. Xì mép là chắc ăn thuốc rồi. Thuốc rồi. Chứ nếu mà con chó nó tự động bệnh chết thì sao ấy? Trường mép rồi. Mà nãy bà hai nói gì mà ai mất gà? Bên chồng bên này nè, mất gà quá trời luôn, có hai chồng ngủ được đâu. Chum sùm hết. Vậy là hai rồi. Chồng mày có nó bận gấp gà hay gì không ngủ. Ai uống đi bà. Nó ngủ được đâu. Ngồi chắc chân. Vô thấy con chó này xì xì nè. Nói không phải nói bậy bạ, không phải nói, nhiều khi mình nghi quan người ta tội nghiệp mình mang chứ. Kiểu như là chó nếu mà thật sự chó bệnh chết không nói, mà con chó nếu mà bị người ta thuốc á, mà bên đây hàng xóm người ta mất gà nữa thì trước sau nhà ông bà cũng mất gà. Ở ý là nó thuốc con chó hay không, thuốc con chó xong là vô bắt gà vào nhà ông Tám, hiểu không? Là bên nhà ông Tám này số 10 gà cũng sạch nè. Thì tôi nói bữa rồi cho ăn đi không chịu đâu. Đi ăn không? Ăn con gà ăn con chó đâu. Ý là nó bữa xin gà cho ăn không cho nó trước sau cũng mất. Mà xin nó mới vậy á. Đúng rồi. Thử ai có chết đâu. Tao nhớ rồi. Mới nuôi mấy con chù ẻo mà. Đợt trước cái vụ cũng y chang vậy nè. Là ở trên nhà bà Sáu gần nhà mình á, bị người ta thuốc con chó chết. Tối hôm sau thôi. Ở dưới Sài Gòn mất mấy gà luôn. Ở dưới Sài Gòn mất mấy gà luôn. Rồi mất giống đẻ gì mà cái khơi ở đây bị thuốc con chó, ở dưới Sài Gòn mất gà. Ý là người ta đánh lạc hướng đó mày hiểu không? Dương Đông Kích Tây. Bữa sau biết ông Tám đi rồi thuốc chó ta. Bởi vậy vụ này tôi mới nói ông Tám về ông nghi tôi là ông này chắc luôn á. Ai biết ông bà Tám đi với thuốc chứ. Từng ngay Lý Giang. Thật sự nói nãy nó giỡn này chứ nói thiệt, nếu mà con chó này đúng là ăn thuốc chết nha. Người ta thuốc chết là chắc chắn là nhà mình là trước sau gì người ta cũng vô người ta ăn trộm. Nhà em y chang á. Mình không có đổ thừa người ta được. Ủa người ta nói người chết là mà trứng gái thục phải không? Mà sao con chó chết trứng gái không thục ta? Mày hỏi thằng chồng mày kìa. Thằng chồng mày nó còn sống mà trứng gái còn thục chứ đừng nói chó. Ông nghĩ sao thục sao mà làm ăn gì được? Mấy cha nó bà khùng, người ta khùng dính nó nói thằng sạp vậy. Chó chết buồn chết mẹ nói tào lao đi nè đi. Người ta thấy chó chết rồi ghé rồi chia thịt. Không bằng hả? Thịt nó có làm chó đâu để nữa. Tào lao nó chuyện tào lao không. Có ai thịt chó đâu chia thịt. Ông chọc cái bị chửi hay gì vậy? Quẩn quá. Nãy kêu ở nhà đi thọt theo làm gì? Đâu tính rất vui chứ quên. Rất vui vậy, tí vui không nổi vậy đó, con chó ta chết nữa sàm. Nhà ta có chó chết lại vui. Phải về không ba ơi? Em chó đi chôn đi. Coi nhà bà Tám cẩn thận. Chứ em nói thiệt. Nếu mà thật sự người ta cố tình người ta thuốc á là chắc chắn người ta sẽ vô người ta lấy một thứ gì đó. Thứ nhất là lấy gà, cắp gà, tại nhà mình đâu có gì đâu, có gà thôi, cắp gà. Nhưng mà nếu mà không phải là do bị bệnh. Đây, nếu mà không phải là do bị thuốc mà do bị bệnh á thì mình không nói. Chứ mình không dám là nghi ngờ người nào hết trơn á, mất công là mắc tội. Kệ đi. Nhà có gì đâu, có con chó không, thuốc chó chết không còn gì để lấy luôn. Mà như đẩy cái xe gùa lại khiêng lên ra, đẩy xe gùa ra, bỏ lên xe gùa. Nó theo mình 10 mấy 20 năm mà. Má, thấy quân nào nó ác nhân chứ, nhà tao có con chó đi đánh bả đánh thuốc con chó nó ăn chết, lỡ thằng hai nó ăn chúng nó chết, nó bỏ vợ nó biết ai hưởng nữa trời. Mẹ đi. Bà chết em có thằng mới hả gì? Ông nội thằng lao cũng có tính. À. Chó thì thấy sao cuộc đời này quá mong manh. nhanh. Gặp nhau mãi đó đã vội chia xa, không thể tin là sự thật. Nhìn những tấm hình ngày ấy vui cười mà má đứt nhòa. Tôi sẽ nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Tôi sẽ nhớ những điều mình cùng nhau trải qua. Trời mưa trôi